bên kia. Đúng vậy, trận thi đấu nó bị khác luôn và phải hết trận 3 chúng ta mới chuyển sang Mong và Liquid. Trong trường hợp trận này chưa xong thì cũng vẫn phải chờ. Thắng nhanh lên cái nhá. Vâng. Đó, Nikolos đã có double kill. Alex bắt được T-Sys, đang là những cái lợi thế một chút tay cho đội của Heroic. Họ đang hơn người, họ chưa cho Nip tràn vào bên trong và tiếp tục là Nikolos quát cứu. Đây rồi, viên đạn tiếp theo đã có. Để anh ơi, để anh ơi, các chú đi ra, các chú đi ra. Không được rồi, Nikolos hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi, cũng không thể tạo thêm được một chút sự bất ngờ nào. Nhưng kích sàn thì khác. 1-0 dành cho các thành viên của Heroic. Nhưng mà lần này Nikolos lại đang ở B cơ. Tesset có một, Alex bắt lại được vị trí của Tesset mà lại là solo A rồi. Kixon ơi, khó cho Kixon. Kixon có thể làm được gì đấy? Hai người về cứu nó, gì làm đôi. Sút đã nằm xuống 2v2, thôi chết rồi, 2v1 thôi. Con quản lý cô đốt này. Thôi, thôi kệ đi, biết đâu người ta tỏa sáng được thì sao đúng không? Bù lờ mau rồi. Thôi không sao, bây giờ chúng ta không. Nico đốt về B luôn, kệ đồng đội luôn. Đây rồi, đối phương sẽ là đi đâu đây, chọn bom B thì là thắng luôn này. Thật ra bây giờ Heroic họ đang chơi theo kiểu là 1-1 và sẽ chơi theo phong cách là phải bắn chắc cú. Bắn lùi. Đúng, bắn lùi, phải bắn lùi. Như này là chắc chắn phải bắn lùi rồi. Họ không thể nào có câu chuyện là đã solo bom sai xong lại còn chọn góc cương được. Master cương, kích sân đang cương mà. Không, cương vừa vừa thôi chứ không phải là cương theo kiểu là bắn phong cách. Thôi xong rồi. Hết. Chọn đúng rồi đấy. Hết. Chọn hết đúng. Thắng rồi. Từ từ. Anh phải có niềm tin vào cuộc sống chứ. Bước vào đến đây là thắng rồi, anh nói thật. Bình tĩnh. Không bình thua tĩnh. Được. Cứ để im. Bước vào đến đây là thắng rồi. Em nhìn Nikolos em. Bây giờ thì biết rồi. Nikolos sẽ ở lại. Không một ai check. Master lao vào. Master. Đây rồi. Một mạng cho Nikolos. Master sẽ từ từ. Mình vẫn còn quả bom. Mình vẫn còn cơ hội. Ôi, sao và anh ta đang muốn check. Ôi, clear góc này là chuẩn. Hợp ok, lý. hợp lý rồi. Hợp lý từ Master rồi. Anh ta cần phải biết chắc chắn sau lưng mình không có ai trước đã. Một mạng. Thí sinh tiếp theo. Nhưng Nikolos kê quả đấy tôi cũng hơi chấm hỏi. Và kích xa tôi xong lộ rồi. Lộ rồi. Xong rồi. Và nó là 8-4 dành cho Nip ở mạng. Chính xác ở lần tiêu first up. Thôi xong rồi. Lát nét để trận góc anh em sẽ vào luôn. Này thì lại còn có một mạng nữa thì chắc chắn là đánh ga rồi. Ba người ở trong khu bom sai am. Lufinix hạ cũng đi vị trí Kixon. Lufinix double kill. Sút với quả lửa trên tay sẽ clear lại khu vực bom sai. Đối phương đang trả lửa. Có smoke để dập rồi vẫn đang sinh tồn tốt. Hai anh em bế nhau ở trong bom sai. Với hạ vượt được một Lufinix rồi thì làm sao nghĩ ra còn Copper Sky vẫn đang trong bom sai. Nên set đã về tới nơi. Copper Sky với một khẩu 5-7 có thể deny đi tình huống đặt bom của đối phương. Và Copper Sky thôi xong rồi vẫn bị Shusuke và Master sẽ đi xếp cho mình khẩu 14S. Một round thi đấu mà rõ ràng là Nip cũng đã có rất nhiều cơ hội để chiến thắng Heroic rồi. Nhưng mà có lẽ phần nào đó cũng hơi tiếc ra những khẩu súng của họ không phải là AK, không phải là những khẩu M4 mạnh mẽ ngay từ đầu. Thôi thì cũng vẫn là một chút những cái sự động viên này cho đội của NIP. Và Heroic bây giờ mới lết lên chuẩn bị con số 6. Đó sẽ là 6-9 dành cho bên phía của Heroic. Nhưng mà thật sự đến bây giờ mà còn thua đội của NIP thì tôi nghĩ rằng là Heroic cũng cần phải xem lại. Kiểu không đi con đồ này gáy cũng cay nhờ. Ảo thật đấy. Cái đốt này gáy cái nghe quả cũng cay đấy thật. Được đấy. Được. Round thi đấu này đi, cô đốt đóng vai trò là công nhân môi trường. Người đi hot nốt rồi. Thế mà vẫn gáy. Được. Vậy thì gọi là động viên tinh thần anh em đi. Và sau sẽ là một round eco đến từ các thành viên đến trường NIP. Tanh lên mid nhanh này. Có một quả lửa trả ép gần. Đây là bắt bài 4 người di chuyển khu vực mid. Copper Sky đi cô đốt. Người có một. Rinko không làm được gì nhiều hơn và nó là ra thì nó chiến thắng dành cho bên phía của Heroic. Nutsy đang là người kề lại những flash mù trắng xóa tech set cover thành công. Thêm một trái flash được pop để bắt thêm vị trí của Baxter. Pop trên tay của Rinko có vẻ hơi vội rồi. Thôi xong rồi tech set bắt được Baxter ở đây. Và khu vực bom Saya thì đang là lấn chiếm, sút di chuyển vào.
Trên Heaven đang là nhấp nhả đến từ vị trí Blue Phoenix, phát hiện ra cánh tay của đối phương và Blue Phoenix có một Dixon. Nikolos đang chỉ là pop flash phía sau vào mà thôi. Và để cho Kixon làm vào thí trước. Test set đã gặp được vào mid, smoke lại khu vực Heaven. Đối phương đã ép gần về và đó là 3A, nhưng bomb side B đã clear, bây giờ phải rút về B. Copper Sky đang đẩy ép luôn để chơi với chiếu Kixon. Chơi. Kixon nằm xuống rồi. Và Nutzy thì đã kê lại rất cẩn thận ở khu vực bomb side A, à bomb side B. Ngồi luôn ở sniper net rồi. Nhiệm vụ ông Nikolos đơn giản kìa. Nhiệm vụ của Hotboy chỉ đơn giản là cầm bom vào B. Bóp đồ với cả cầm bom. Dễ vãi luôn đi. Chính xác là sách nước bổ cam luôn. Nếu mà vô địch được giải này thì chính xác là sách nước bổ cam ăn hôi cúp luôn. Copper Sky hạ cũng được đi vị trí test set. Bây giờ thì Nutzy trọng mặt đối đầu với Blue Phoenix. Liệu là Nutzy sẽ kê về đâu? Và đây rồi, Nutzy nằm xuống 3vs. Lại là Hotboy. Hết rồi. Lại là Hotboy 1vs3. Vâng. Ba người vs một thú. Có lẽ là quá dễ dành cho các thành viên bên phía của Heroic. Nào, một mạng dành cho Nikolos. Hai. Hai mạng đây rồi. Dành cho Nikolos. Em Phan Anh. Yahoo! Yahoo! Em Phan Anh anh ơi. Em Phan Anh ạ. Phan Anh em lại về làm fan luôn. Ông nào mà chửi Nikolos đấy? Ông nào? Ông nào đi vô đặc bắn này như này. Ông nào đi vô đặc. Ông nào trên kênh chắc mà vừa chửi đi vô đốt thì video, anh sẽ post lên để cho nhất đơn xin lỗi đây. Cho tôi mượn một cái đơn với. Không ăn mừng cả đội bóng của mình vô địch cơ mà. Đấy, đây rồi. Vẫn đang chờ Nikolos có một sút dạ cục đi vị trí của Dinko. Upper Sky vẫn còn ở đây và khẩu Mark 10 trong tay của Nutzy. Dụng rồi. 1v4. Anh ơi, ơi, sao lại 1v4 thế này? Có Nico ở đây, cứu có Nico đốt. Không tính Nico. Anh ơi, em Phan Anh. Không tính Nico. Cứu nó đi cho nó thua để nhanh còn được xem Liquid. Nào. Anh ơi, em Phan Anh. Hay anh ơi. Không quên mà. Viên ốp của Nico đốt rất mát luôn. Làn gió mát lịm đến từ viên ốp của Nico đốt. Và đó là chiến thắng 2-1 dành cho NIP.